Nếu ghép đôi hai giống chó khác nhau thì sản phẩm của chúng sẽ như thế nào? Chắc hẳn là nhiều người cũng tự hỏi nếu như loài chó này ghép đôi với giống chó kia thì hậu duệ của chúng sẽ trông như thế nào, đúng không? Cặp đầu tiên ta có bố chó ta ghép đôi với mẹ chó đốm có hai màu chủ đạo là đen và trắng thì kết quả sẽ là... Làm sao vậy? Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có đốm đen đốm vàng, rất chi là chó đốm. Nhưng cái đầu thì hơi sai sai á nghe. Đến cặp thứ hai ta có bố chó Pớt với khuôn mặt không thể nào vui hơn ghép đôi với mẹ chó Cozy thì kết quả cho ra. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Bay ơi bay, bay ơi, bay ơi. Tiếp theo là bố ngáo Husky được chấm thang điểm 10 về độ ngáo cũng như độ báo nhà báo cửa. Ghép đôi với mẹ chó Shiba có tính cách cũng không khác ngáo Husky kia là bao. Và kết quả sẽ là... Tới công chuyện nữa rồi cả nhà. Chú chó sở hữu giao diện y chang bố ngáo Husky, nhưng bộ lông thì lại copy nguyên của mẹ chó Shiba. Ta nói thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Đến với trùm cuối sẽ không khiến mọi người thất vọng khi bố chó đen ghép đôi với mẹ chó trắng. Và kết quả thì chắc hẳn ai cũng đã biết. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Đây có lẽ là sản phẩm thất bại nhất của họ nhà chó khi chú cún được sinh ra mang hai màu rõ rệt, nửa đen nửa trắng, trông không khác gì hắc bạch vô thường. Chắc đang in dở mà hết mực mới thành ra như này đây. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.